Trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu máy kẹp bánh mì với nhiều kiểu dáng, mẫu mã đa dạng. Tuy nhiên máy kẹp bánh mì Tiros vẫn là sản phẩm được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong các tiệm bánh mì hiện nay. Kẹp nướng điện sandwich 3in1 TS9656 là một sản phẩm hữu ích mang đến cho gia đình những chiếc bánh nướng thơm ngon phục vụ bữa sáng đủ chất. Sản phẩm có thiết kế gọn gàng, hiện đại, vỏ ngoài làm từ vật liệu cách nhiệt an toàn. Dễ lau chùi. Tay cầm của kẹp cũng được làm từ nhựa cách nhiệt giúp bạn cầm nắm an toàn. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về máy kẹp bánh mì Tiros 4in1 TS9658. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như máy kẹp bánh mì Tiros 4in1 TS9658 giá bao nhiêu tiền. Máy kẹp bánh mì Tiros 4in1 TS9658 mua ở đâu? Xem hết video này để rõ hơn nhé đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Máy kẹp bánh mì Tiros 4 in 1 TS9658 giá bao nhiêu tiền? Thời điểm mới tung ra thị trường máy kẹp bánh mì Tiros 4 in 1 TS9658 có giá lên tới 850.000 đồng. Nhưng bạn đừng lo lắng, trong tháng này đang có ưu đãi giảm giá chỉ còn 690.000 đồng. So với hiệu quả mà nó mang lại thì với giá này không hề đắt một chút nào mọi thông tin thêm về sản phẩm các bạn nên xem trực tiếp tại website chính thức để biết thêm chi tiết mỗi sản phẩm đều có mã vạch để chống hàng giả hàng nhái khi khách hàng sử dụng và trách mã vạch sẽ hiển thị ra hình ảnh của sản phẩm một điểm cộng nữa cho website này là các nhân viên tư vấn rất giàu chuyên môn dễ thương quan tâm đến người mua hàng sau khi đặt hàng xong bạn sẽ được giao hàng tận nơi và thanh toán khi đã nhận hàng Việc có thể mua hàng trực tuyến sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức. Máy kẹp bánh mì Tiros 4in1 TS9658 mua ở đâu? Bạn nên đặt mua máy kẹp bánh mì Tiros 4in1 TS9658 trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm máy kẹp bánh mì Tiros 4in1 TS9658. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được máy kẹp bánh mì Tiros 4in1 TS9658 chính hãng, Tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của máy kẹp bánh mì Tiros 4in1 TS9658 để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.